Chào các bạn, mình đang có mặt tại Phước Đức Cổ Miếu, hay còn gọi là Chùa Ban, thuộc một địa chỉ là 136 phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nha. Thì hôm nay là ngày rằm, nên mình muốn đến đây để chia sẻ cho các bạn xem hình ảnh ngày rằm tại Chùa Ban như thế nào ha. Mình thấy cũng có khá nhiều lượt người đến đây. Thì hôm nay thì có chương trình là dây tiền làm ăn các bạn ha. Thì mình đến đây để mình tìm hiểu, thì mời các bạn cùng theo chân mình để đi đến tìm hiểu cái phong tục của người Hoa là dây tiền làm ăn vào ngày đầu năm các bạn ha. Hôm nay thì có khá nhiều người đến đây để thắp hương. Đây như là đang dây tiền ở đây các bạn. Đây muốn dây tiền là ghi tên đây hả Trúc? À, ghi bên đó. Dạ, ghi bên đây. À, dây ghi bên đây. Dạ. Dạ chú, con muốn dây đó rồi, chú cho con hỏi là cái cách mình dây rồi mình trả như thế nào chú? Thì bữa nay người ta lấy cái dây là cái dây cũng như là dây cái tượng trưng cũng như là 50, 100 hoặc là dây 40, 20 vậy đó. Dạ. Rồi người ta dây là lấy cái lọc của con để đi làm ăn để dạ. Rồi tới cái sang năm của cái ngày này để mới trả. Dạ. Cũng như dây 20 thì trả 40. Dạ. Rồi dây 50. Con trả đúng theo cái tiền mà con đã dây phải không? Hay là cái tờ tiền đó? Không. Thì mình trả lại. Trả lại rồi cái mình trả lại cũng như mình dây 20 đi. Dạ. Sang năm mình trả con là 40. Dạ. Vậy đó. Nhưng mà có đúng cái tờ mà con dây không, ban đầu không? Cái đó mình để vô mình. Số tiền đó. Cứ dạ. Làm sao mình quay lại mình gửi. Dạ. À, mình tự nhớ mình quay lại gửi. Dạ. Dạ vậy cho con dây để tên gì? Dạ Nguyễn Tấn Tài. À. Nguyễn Tấn Tài ha. Dạ. Cái này vô rồi đó. Dây nhiêu? Dây 100. Dây 100 ha. Bây giờ con đem lên đây con giấy. Dạ. Nhớ sang năm nhớ cái ngày này con được trả 200. Dạ, dạ con cảm ơn. Đây các bạn, mình đã dây 100 ha. Giờ mình sẽ vô đây mình giấy. Đây. Đây các bạn, có khá nhiều người đến đây để thắp hương và đến đó để vay tiền làm ăn các bạn ha, vay tượng trưng thôi, chứ không phải là vay số lượng tiền nhiều đâu. Ví dụ như các bạn vay 10.000 thì qua năm sau đúng ngày này các bạn sẽ đến đây để trả 20.000 nha các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể trả nhiều hơn, 30 gì đó tùy các bạn. Đó. Thì lúc nãy mình cũng vay 100.000. Thì qua năm sau mình sẽ gán ghi nhớ để đúng ngày này mình sẽ đến đây để mình trả 200.000 nha các bạn. Thì cầu chúc cho năm nay công việc làm ăn của mình nó thuận lợi. Chúc
nếu có trường hợp mà người ta quên trả hoặc là không muốn trả thì sao chú? Thì đâu ai nhầm gì đâu, bởi vì cái do cái tâm người ta mà quên cũng tốt, mà không muốn trả thì cũng phải chịu. Dạ. Cái đó là do cái tâm của mình phải không? À, ông bà thần thánh không biết cái chuyện đó đâu, cái dạ. Tâm mình thôi. Dạ. Mình cố tình không trả là tội mình tội, còn mình quên này không có tội gì hết. Dạ. Cái gì đó, cái giống như là cái tục lệ dân gian của tín ngưỡng vậy thôi. Dạ. Cái thật sự là không có ma tính quyền bí gì đâu. Dạ. Đó các bạn cũng nghe chú đó chia sẻ, thì nếu các bạn không trả hoặc là quên trả thì tội cho mình thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.